Rồi, ok, xin chào mừng anh em đến với kênh bán hàng của shop Trường Hải PCP. Thì hôm nay là một ngày rất chi là đẹp. Đấy, ánh nắng mặt trời chói chang. Em ra ngoài test thực tế cái cây Condo Tanon Z hạ ngắm cho bác khách ở trên Yên Bái. Tiện nhân tiện đây thì cũng làm một cái video ngắn để gửi tới anh em về cái mẫu súng hơi khí nén bắn chim được gọi là Condo Tanon Z hạ ngắm để cho anh em được tham khảo. Thì sau shop hôm nay đi ra ngoài là shop cũng không mang biển đi, thì sau về shop sẽ ghi số điện thoại của bên shop ở bên góc màn hình, anh em nào có nhu cầu thì điện trực tiếp vào số điện thoại đấy hoặc kết bạn Zalo thì shop sẽ gửi câu hình cụ thể cho anh em. Đấy, thì thôi cũng không làm mất thời giờ anh em nữa, thì shop vào cái chi tiết giới thiệu cây súng bắn chim Condo Tanon Z hạ ngắm của bên shop đây. Đấy, cây này giới thiệu trước cho anh em là cây này bên shop đang bán với giá là 6.500.000 đồng, bao ship cho anh em khu vực ngoài Bắc anh em nhé. Ở khu vực miền Nam thì anh em có thể là hỗ trợ shop thêm mấy trăm nghìn tiền cước xe là shop sẽ gửi nguyên cây vào cho anh em. Đấy, thì đầu tiên gồm gì? Đầu tiên là khung buông xương cá XS2022 mới nhất ở bên shop anh em nhé. Đấy, kết hợp với em giảm thanh Sumo Phi 35. Đấy, cũng là một con giảm thanh cực kỳ êm ái và nổ cực kỳ êm cho anh em. Đấy, hệ thống lòng súng thì bên shop đang lắp lòng TK Hồng Kông 10 không tuyến vuông, bao cho anh em cự ni là từ 70 đến 90 mét anh em nhé. Này, anh em nhặt căn tâm nhặt môi. Đấy, kết hợp bắn đạn 5.5. Đấy, kết hợp mấy này em tay cầm gỗ đôi công hai mảnh cực kỳ là đẹp, nhìn nhẵn nhụi sạch sẽ gọn gàng. Đấy, anh em có nhận không? Đấy, hệ thống hơi gồm những gì? Hệ thống hơi là gồm những van Suwell. Đấy, van Z hạ ngắm van Suwell, hàng loại 1 công ty Huben. Đấy, bình là bình nhôm đít tròn 0.35. đấy, kết hợp với toàn bộ cái cây củi này anh em nhìn rất chi hài hòa và hợp lý cho anh em chơi. Đấy, đặc biệt hơn nữa là hôm nay shop lắp ở trên cây củi này là em kính là cực kỳ chất lượng anh em nhé, kính là cực kỳ chất lượng. Kính này có tên là TK Swatter anh em nhé, thông số của nó là 4-16x44 anh em nhé, thông số cực cao. Kính này thì có hỗ trợ đèn lồng tâm xanh đỏ bắn ban ngày ban đêm. Đấy, kính này thì báo cáo anh em là kính này thì trên thị trường anh em chơi, anh em nào biết chơi thì chơi những dòng kính này thì cực kỳ là uy lực, cực kỳ là sướng, sáng bắt tâm tốt đúng không, không sợ mất tâm. Đấy, em quay sẽ quay sát gần lại cho anh em một chút là xem đầu tiên là toàn bộ cái cây củi đấy này, từ bình van đấy cho đến khung đấy, cực kỳ là tuyệt vời. Và đây là cái thông số của kính nhá anh em nhá, đây là thông số của kính anh nhìn rõ nhận đấy, em bắt nép vào một chút đấy, cái thông số của kính này đấy anh em nhìn rõ chưa. Đấy, Swatter 4-16 nhân 44 AOE. Đấy, có đèn hồng tâm xanh đỏ hỗ trợ anh em bắn bắn đêm, đi săn đêm anh em. Đấy, em quay một lần nữa, quay tổng thể xung quanh một cây củi này đấy để cho anh em này được chiêm ngưỡng em nó. Đấy, giá là 6.500.000 đồng anh em nhé, giá 6.500.000 đồng. Đấy, bao ship cho anh em khu vực ngoài Bắc và khu vực miền Nam thì có thể là miền Trung thì có thể hỗ trợ thêm anh em bên shop một chút nữa. Đấy, vài trăm nghìn tiền cước xe để cho anh em gửi hàng nguyên cây vào cho anh em. Thì bên shop là hỗ trợ lắp ráp căn chỉnh test chuẩn cự ni ni video cho anh em. Đấy, anh em chỉ việc về chơi, bên shop sẽ gửi nguyên cây để cho anh em nhé. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu để chơi những cái cây dòng súng từ Condo Mini đấy, cho đến Condo Tanon thẳng dài, thậm chí là FXQ sói hoặc là Benjamin, đấy thì bên shop là đều có đầy đủ các mẫu súng bắn chim hơi khí nén để cho anh em, để anh em chơi anh em nhé. Đấy, thì thôi một lần nữa cho bên shop Trường Hải PCP cũng được gửi lời chào và được chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê, chúc em nhiều sức khỏe để có nhiều sức khỏe để theo đuổi niềm đam mê của mình. Đấy, thì cho shop xin khép lại video ở đây. Anh em nào xin đọc video thì cho shop xin nút like, nút chia sẻ, ấn góc màn hình, ấn nút chuông là không bỏ lỡ những video sau của shop anh em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.